có một chút phần nào đó bản thân em ở trong nhân vật Mai. Những người trong cộng đồng tụi em đang trải qua lúng nước mắt cũng có luôn, coi như là nó cân bằng cái bộ phim nó rất là cân bằng. Nó nói lên không chỉ là tình cảm gia đình mà tất cả các bộ mặt của xã hội hiện tại. Để đưa gia đình em lên làm bộ phim nóng cho gia đình em là cái nào cũng xem hết, là từ từ nhà bà nữ là từ bố nhà đến hai. Trời ơi, mọi người dễ thương quá. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với dàn diễn viên trong bộ phim mà từ nãy giờ mình đã yêu thương họ nha. Rồi, xin mời. Em tên là Lê Cùng Dương. Trong phim á, tính em rất là hay cương, nhưng mà ở ngoài á, em rất là biết nhún nhường. Mọi người muốn có phần hai không? Dạ thì là chắc chắn mọi người phải coi lại ít nhất là 3 lần rồi. Cảm ơn mọi người nha. Dạ. Rồi nó sẽ qua, chắc chắn. Kiểu gì thì ngày mai nó cũng đến, đúng không ạ? Và nó nói lên không chỉ là tình cảm gia đình mà tất cả các bộ mặt của xã hội hiện tại. Và em cũng thật sự là em rất cảm ơn khi mà anh đã khéo léo lòng ghép một chi tiết ở bài Bình Minh vào. Xin cả nhà hãy cùng ra làm xem phim. Các bạn ơi, mời các bạn ra làm cùng xem phim.